Năm qua, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Mỹ đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác cải cách hành chính theo chế độ một cửa liên thông được thực hiện tốt. Trình tự thủ tục hành chính được niêm yết công khai, hồ sơ giải quyết nhanh chóng, không để tồn đọng kéo dài. Bộ phận một cửa của phường đã tiếp nhận giải quyết và giao trả 1.807 hồ sơ, giảm 1.630 hồ sơ so cùng kỳ. Trong đó, chứng thực bản sao từ bản chính được 1.554 hồ sơ, hộ tịch 1.136 hồ sơ và chứng thực chữ ký được 117 hồ sơ, xác nhận 800 trên 800 hồ sơ xin việc làm. Trong năm 2022, tập thể cán bộ công chức Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Mỹ tiếp tục thực hiện tốt chuẩn mực văn hóa công sở, có thái độ tôn trọng, phong cách làm việc gần dân, nhẹ nhàng, lịch sự trong giao tiếp, cơ sở vật chất thân thiện sẽ tạo sự hài lòng cho người dân trong quá trình liên hệ công việc liên quan đến các thủ tục hành chính.